bản chất của cái gọi là giải thưởng nhân quyền. Đến hẹn lại lên, từ cuối tháng 11 vừa qua, trên các diễn đàn mạng xã hội của các thế lực thù địch, phản động đưa ra nhiều bài viết, hình ảnh tung hô về giải thưởng nhân quyền năm 2022. Đây chẳng phải là điều gì mới mẻ, cứ dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, các thế lực thù địch phản động lại diễn chiêu trò bình chọn, trao và tung hô giải thưởng nhân quyền. Cái gọi là giải thưởng nhân quyền Việt Nam được sử dụng như bình phong phục vụ cho ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Hàng năm, tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam lựa chọn một số đối tượng mà họ gọi là hoạt động nhân quyền ở Việt Nam để vinh danh. Thực chất đây là những đối tượng có hoạt động vi phạm pháp luật phạm tội, đã bị cơ quan chức năng xử lý. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam tung ra giải thưởng từ năm 2002 với mục đích khuyến khích, ủng hộ và đấu tranh dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Điểm qua trong số các cá nhân đã được mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao thưởng có thể kể đến những đối tượng như Nguyễn Văn Hải, blogger Điếu Cày, Nguyễn Chính Kết, Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Cù Huy Hà Vũ, Tạ Phong Tần, Phạm Thị Đoan Trang, vân vân đều đã bị tòa án tuyên các bản án khác nhau về hành vi phạm tội quy định tại Bộ luật Hình sự. Không khó để nhận ra âm mưu thông qua cái gọi là giải thưởng nhân quyền hòng kêu gọi các tổ chức quốc tế, tổ chức nhân quyền, dân biểu một số nước lên tiếng gây sức ép với Việt Nam, lấy cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, hạ uy tín của Việt Nam, từ đó tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Ngoài ra, hành động trao giải trên còn nhằm cổ suý cho hành vi sai trái của các đối tượng chống phá ở trong nước, tạo ra sự an tâm cho chính những người thân trong gia đình các đối tượng rằng cứ chống đối sẽ không bị bỏ rơi. Một mặt, việc rêu rao giải thưởng, các thế lực xấu cũng tranh thủ sự quan tâm trong xã hội để nêu lên quan điểm cá nhân, tận dụng sự chú ý của dư luận để chống phá, tạo sự mất ổn định,